Nhân dịp về dự lễ khai mạc năm du lịch quốc gia 2021, Hoa Lư Ninh Bình được tổ chức vào tối nay. Chiều nay, một số đoàn đại sứ quán các nước tại Việt Nam đã tới chào xã giao lãnh đạo tỉnh Ninh Bình. Tiếp các đoàn có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Mai Văn Tuất, Ủy viên Ban thường vụ, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, đại diện Văn phòng tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại buổi tiếp, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hà bày tỏ sự vui mừng được đón tiếp các đoàn đại sứ quán các nước Iran, Cuba và Đông Timor đã về với tỉnh Ninh Bình tham dự lễ khai mạc năm du lịch quốc gia 2021. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy cũng đã thông báo nhanh một số kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội, định hướng phát triển của tỉnh trong thời gian tới, nhấn mạnh tiềm năng phát triển của du lịch Ninh Bình, đồng thời bày tỏ mong muốn thông qua các đại sứ quán, Ninh Bình tiếp tục được tăng cường quan hệ hợp tác với các nước Iran, Cuba và Đông Timor, qua đó quảng bá hình ảnh tiềm năng thế mạnh của tỉnh đến với bạn bè quốc tế, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đại diện các đoàn đại sứ quán đã gửi lời cảm ơn sự tiếp đón trọng thị của tỉnh, đồng thời khẳng định trong tương lai mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam nói chung, tỉnh Ninh Bình nói riêng với các quốc gia sẽ tiếp tục được mở rộng, hợp tác đầu tư, liên kết, trao đổi trên mọi lĩnh vực, nhất là lĩnh vực du lịch. Đại diện đại sứ quán các nước cũng chúc mừng năm du lịch quốc gia 2021 Hoa Lư Ninh Bình được tổ chức thành công, từ đó xây dựng hình ảnh du lịch Ninh Bình ngày càng nổi tiếng trên toàn thế giới. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo và nhân dân tỉnh Ninh Bình, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hà đã trao tặng món quà lưu niệm là đồng tiền Thái Bình Hưng Bảo, đồng tiền của nhà nước phong kiến Trung ương tập quyền đầu tiên của Việt Nam, với mong muốn mối quan hệ giữa Việt Nam nói chung, tỉnh Ninh Bình nói riêng với các nước luôn phát triển phồn vinh.